Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ, miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú cho em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay xin phép giới thiệu một con em Casio BCB48, ngoại hình thì đẹp, máy móc thì nguyên zin. Con này em bán máy không có kèm nguồn ha, là 250.000, nguồn này 32V. Ngoại hình này đẹp, không nứt không bể gì hết ha. Đây có bàn phím luôn ha. Giờ em bấm thử cái gì đây em cũng không biết, bấm nút qua đi. Đây ha, qua lại được mà ha. Đó, quý khách thấy không nè. Cái này là hình ảnh gì nè đó, bấm mấy họ đó. Nói chung các bàn phím thấy con bấm bình thường. Bấm họ nó nổ luôn không? Biết cái gì mà có ngõ USB nữa nè ha. Casio một gì fuck gì XES gì à, tâm lâm hả? Rồi ha, em tắt nguồn cái tháo ra cho nó không có dướng bặn nè. Đây Trung Quốc làm nhưng mà xuất Nhật ha, hàng Nhật BC32V ha, da băng. Rồi ok, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài nghiên cứu hay là gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.